Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia kèo Europe đến từ dự án giữa sự hợp tác lúa Starter và Hull City. Thì để các bạn tham gia vào kèo Europe lần này thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Trong kèo Europe này thì sẽ có 1.000 suất random và cùng nhau ăn chia đó là 5.000 cái đồng BUSD, tức là mỗi suất sẽ nhận được là 5 đồng BUSD, 5 đô. Đấy thì thời gian kết thúc thì nó sẽ kết thúc sau 4 ngày nữa, tức là kết thúc khoảng vào ngày mùng 10 tháng 11 thì nó sẽ kết thúc và sẽ phân phối cho chúng ta về ví vào ngày 20 tháng 11. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành lướt xuống phía dưới để các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải đăng nhập vào một trong các cái trang mạng xã hội nếu bạn lần đầu làm các cái kèo ở trên form của Clim.io. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành đó là khai báo các thông tin, ví dụ như là full name, tên của bạn này, rồi là email, ngày tháng năm sinh. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần Notify và nhấn vào phần Continue. Đấy, sau đó thì nó sẽ hiển thị ra các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể tham gia. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn sẽ tiến hành follow lúa swap ở trên Twitter. Đấy, những cái nhiệm vụ này thì cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần hoàn thành các cái nhiệm vụ follow thôi. Nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta quay lại nhấn vào continue. Nhiệm vụ tiếp theo, các bạn sẽ follow cái kèo Hull City, một hình như là một tựa game NFT. Đấy, rồi chúng ta sẽ tiến hành follow nhé. Sau đó các bạn quay lại nhấn vào Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ retweet bài đăng ở trên cái trang của Lua Starter. Rồi bây giờ các bạn lướt xuống, chúng ta thả tim. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần quote tweet. Đây nó không yêu cầu chúng ta tác thẻ nên là các bạn chỉ cần tweet là xong nhé. Và chúng ta sẽ nhấn vào phần Continue. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem cái dự án ở trên trang Twitter này. Và ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải comment bình luận à. Ok. Rồi, ở đây các bạn sẽ retweet clip này thì các bạn sẽ ghi là good job chẳng hạn, ví dụ như vậy nhé. Ok, sau đó chúng ta nhấn vào phần reply. Sau đó các bạn quay lại nhấn vào continue. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ join vào lúa swap trên Telegram. Rồi, các bạn join vào group này. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái channel của Hull City ở trên Hull City ở trên Telegram. Ở kèo này ở trên cái nhóm của Hull City Global thì các bạn cần lưu ý cho mình thêm một chút nữa là chúng ta sẽ cần phải nhấn vào cái nút I'm not robot đấy để xác minh qua cái mã captcha. Và nếu các bạn sau khi các bạn nhấn xong ấy mà nó cho chúng ta nhắn tin ở trong nhóm như thế này thì tức là lúc đó các bạn mới gọi là chúng ta đã join vào thành công nhé. Rồi sau đó chúng ta quay lại, các bạn nhấn vào continue. Tiếp theo chúng ta sẽ check lúa swap ở trên white paper. Thì đây các bạn sẽ mở ra thì chúng ta sẽ ra cái white paper của dự án lúa swap này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào Hull City ở trên cái trang Discord của dự án. Ở đây các bạn nhấn vào phần chấp nhận lời mời nhé. Các bạn nhấn vào continue. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xem qua cái trang YouTube của dự án. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào phần đăng ký này. Các bạn có thể nhấn vào phần đăng ký để chúng ta cập nhật thông tin. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ join vào cái kênh Facebook của dự án này. Sau đó các bạn sẽ nhấn quay lại, chúng ta nhấn vào continue. Sorry các bạn là hôm nay mình về quê nên là gà gáy hơi nhiều nhá. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ điền các cái thông tin. Thông tin ở đây ấy, thì các bạn sẽ gọi là chúng ta sẽ cần phải điền cái thông tin Twitter account của chúng ta, tài khoản Twitter. Thì các bạn sẽ quay lại cái trang Twitter này. Các bạn sẽ vào cái phần profile. Ở phần này thì các bạn sẽ copy cho mình cái username của chúng ta, sao chép này, sau đó các bạn sẽ dán vào đây. Rồi, và chúng ta nhấn vào phần continue. Tiếp theo là các bạn sẽ điền cái địa chỉ Telegram của chúng ta, username Telegram. Thì các bạn sẽ vào cái trang Telegram của chúng ta. Chúng ta vào dấu 3 gạch phía trên góc trái màn hình. Phần này các bạn chọn cho mình phần setting, sau đó chọn edit profile và copy username. Sau khi chúng ta copy username xong thì bây giờ chúng ta sẽ dán vào đây và các bạn thêm cho mình cái dấu A cộng ở phía trước. Sau đó chúng ta nhấn vào phần continue. Cuối cùng là các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví BSC. Với địa chỉ ví BSC thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví của ví MetaMask hoặc là ví Chat Wallet. Sau đó chúng ta dán vào. Ok. Và các bạn thấy hoàn toàn cái sự kiện này thì nó không có link rep nhé. Hoàn toàn là 1.000 suất này là suất random. Và theo như mình thấy cái số liệu ở đây thì tại kèo này cũng đang ít người tham gia nên là cái tỷ lệ mà chúng ta trúng được nó cũng sẽ cao hơn.
Ok, và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu bạn nào còn chưa join vào cái nhóm Europe CC Channel của mình thì các bạn có thể join vào đây để chúng ta cập nhật các cái kèo liên quan về các kèo Europe, về các kèo IDO và những cái kèo nào mà nó phân phối về thì các bạn sẽ cần vào, chúng ta nên vào cái nhóm này để các bạn cập nhật, nên vào cái kênh này để các bạn có thể cập nhật được các cái thông tin nhé. Ngoài ra thì mình cũng có một cái nhóm chat là CCA Group trao đổi này, thì các bạn có thể vào đây để chúng ta trao đổi, hỏi đáp các cái thông tin liên quan. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.